Hi, chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc cả nhà ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay em xin giới thiệu đến cả nhà một món ăn chay vô cùng hấp dẫn nha, đó chính là pizza chay. Làm pizza chay như thế này cũng rất là nhanh gọn lẹ luôn quý cô bác à. Pizza chay có nhiều loại, làm từ rau củ nè, hoặc là chả chay, hoặc là trái cây. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến cả nhà món pizza chay mặn nha, tức là không dùng trái cây mà chúng ta dùng chả chay và rau củ. Và em sẽ chia sẻ với cả nhà cách làm vỏ bánh pizza như thế nào cho nó thật là ngon, giòn và thơm. Pizza chay sau khi hoàn thành có phần bánh bên ngoài giòn rụm là đã đạt rồi đó cả nhà. Còn phần rau củ bên trong thì mình sử dụng tùy theo ý thích của mình. Và quý cô bác đang xem video, nếu thấy thích món pizza chay mà em làm thì xin mời vào bếp và cùng thực hiện với em nha. Đây là tất cả nguyên liệu mà em đã chuẩn bị. Ở đây em có 250g bột mì. Bột mì này là em dùng loại bột mì đa dụng. Còn quý cô bác nào mà có bột mì sẵn nhà mình, loại nào mà làm bánh mì được thì chúng ta sẽ làm pizza được nha. Tiếp theo em có một muỗng cà phê men nở. Phần men nở này thì các bạn có thể dễ dàng tìm mua ở các tiệm tạp hóa hoặc là siêu thị. Chỗ nào cũng có bán. Cô bác cứ hỏi mua men nở làm bánh mì hoặc là bánh bao. Còn đây là bơ thực vật. Bơ này để chút xíu em sẽ cho vô bột để phần vỏ bánh được thơm hơn. Và tiếp theo đó là phần nhân bánh pizza. Phần nhân này thì quý cô bác chọn theo sở thích của mình cũng được nữa nha. Ở đây thì em sẽ dùng đó là bắp ngọt. Phần bắp ngọt em đã lãi hạt như thế này. 3 củ hành tím loại to. Và tiếp theo nữa là 100g súp lơ xanh, 2 quả cà chua, 1 miếng chả chén và 50g thanh cua chay. Thanh cua chay hay còn gọi là tôm hùm chay đó cả nhà. Tiếp theo là gia vị. Gia vị thì em sử dụng cũng như thông thường thôi. Ở đây em sẽ dùng 2 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê hạt nêm chay. Cần có một ít tỏi băm và một ít hành lá băm nữa. Quý cô bác nào mà không ăn hành thì mình không cần để nha. Và tiếp theo em có một ít nước mắm chay. Và tiếp theo nữa là dầu ăn. Để ăn kèm thì em sẽ sử dụng đó chính là tương ớt. Em không có mua được phô mai rồi, còn quý cô bác nào có phô mai thì mình cứ dùng nha. Còn em sẽ thay thế phô mai bằng sốt mayonnaise. Đây là sốt có vị ngọt chứ không phải là vị chua. Phần nguyên liệu đã xong rồi đó, bây giờ chúng ta đi nhồi bột làm vỏ bánh thôi. Đầu tiên thì em sẽ cho bột vào một cái tô lớn để chút xíu nữa mình trộn nguyên liệu nó sẽ dễ hơn. Và các bạn chừa lại một ít bột để một chút xíu mình nhồi cái phần bánh cho nó đừng có dính nha. Tiếp theo em dùng khoảng 20g bơ. Phần bơ này các bạn có thể nấu cho nó tan chảy ra hoặc là để như thế này mình nhồi cũng được nữa. Tiếp theo em cho vào bột nửa muỗng cà phê muối và 2 muỗng cà phê đường. Bây giờ thì trộn đều lên và tiếp tục cho hết một muỗng cà phê men nở vào đây. Các bạn trộn đều lên nhé. Tiếp theo là cho vào phần bột này là 200ml nước. Các bạn dùng muỗng chúng ta trộn lên hoặc là dùng tay trộn cũng được. Trộn đến khi nào mà phần bột chúng ta nó dẻo mịn là được. Trộn được một lúc thì em sẽ cho vào đây một muỗng canh dầu ăn nha. Dầu ăn này sẽ giúp cho bột mượt hơn khi các bạn trộn và khi nướng bánh thì phần bánh nó sẽ thơm ngon hơn. Giờ thì bắt đầu trộn thôi.
Quý cô bác thấy không, em cho dầu ăn vào, cái phần bột nó rất là ngon luôn nè. Nhìn nó rất là bóng mượt và trộn nó không có dính tay nữa. Sau 20 phút em nhồi bột thì phần bột bây giờ nó đã được như thế này rồi nè. Nó rất là mịn và dai. Bây giờ em sẽ ủ bột lại nha. Ủ đến khi nào mà phần bột này nó nở ra gấp đôi. Các bạn ủ từ 1,5 đến 2 tiếng đồng hồ. Tiếp theo chúng ta sẽ đi sơ chế cái phần nhân của bánh pizza. Các nguyên liệu này thì các bạn có thể cắt nhỏ, cắt dài hoặc là cắt như thế nào tùy thích. Còn em thì sẽ cắt nhỏ hết các nguyên liệu này. Nếu không thích dùng các loại chả chay thì các bạn có thể thay thế chả chay này bằng các loại nấm dai. Chả chén này em cũng cắt mỏng ra luôn nha. Em chỉ cắt mỏng như thế này thôi chứ không có cắt nhỏ lại. Còn súp lơ xanh thì em sẽ cắt mỏng mỏng như thế này, để chút xíu em sẽ xếp xung quanh cái bánh pizza. Ở chỗ em mở đi chợ, cái chợ nó rất là nhỏ quý cô bác ơi. Cho nên đi chợ mà mua nguyên liệu nó thiếu tùm lum hết trơn á. Giống như là phô mai nè, đi lục nguyên cái chợ mà đâu có đâu. Còn men nở này thì em phải đặt mua ở trên mạng, cũng chờ lâu lắm mới ship về tới nhà đó. Cà chua này em sẽ cắt nhỏ nhỏ ra, để cho vào máy xay sinh tố xay cho nó mau. Các bạn cho cà chua vào máy xay sinh tố và tiếp theo là cho nước xăm xắp mặt cà chua và mang cà chua này đi xay cho nó thật là nhuyễn mịn. Tiếp theo là đi làm phần sốt cà chua thôi. Đầu tiên thì cho tỏi băm vào phi thơm. Phần tỏi băm này chút xíu nó vàng rồi, chúng ta sẽ vớt ra một ít nha. Còn một ít thì chúng ta để sấy cà chua. Cho hết cái phần cà chua các bạn đã xay nhuyễn vào đây. Hai cái quả cà chua này nó không có được chín mùi lắm, cái màu nó sẽ không được đẹp. Các bạn mua cà chua nhớ là lựa trái thật là mùi, cái màu nó thật là đỏ thì mình làm cái phần sốt cà chua này sẽ ngon hơn. Nêm thêm một ít gia vị vào đây gồm đường và hạt nêm chay và một chút xíu nước mắm chay nữa. Phần sốt cà chua này mặn mặn ngọt ngọt là được. Do cà chua này nó không có màu đỏ đẹp cho nên em sẽ cho vào đây một ít tương ớt để tạo màu nha. Giờ thì nấu sốt cà chua này ở lửa nhỏ, nấu đến khi nào mà phần sốt đặc sệt lại là được. Phần sốt cà chua đã sệt rồi nè quý cô bác. Có cái màu cũng khá là đẹp, nhờ em cho tương ớt vào mới có được cái màu như thế này á. Và bây giờ tắt bếp nha, sốt cà chua chúng ta đã được rồi, tiếp theo đi làm bánh thôi. Bột nó nở ra coi nè, muốn đầy cái tô luôn á. Phần bột rất là mềm, nhìn nè nó xốp bên trong nè. Bây giờ em sẽ phân cái phần bột ra làm hai cái bánh nha. Các bạn cứ cán mỏng phần bột sao cho vừa với cái khuôn nhà mình là được. Sau khi cán bánh xong thì các bạn ốp xung quanh lại như thế này và dùng một cái nĩa chúng ta sẽ châm lỗ.
Châm lỗ như thế này để khi nướng bánh, bánh nó sẽ không có bị phồng lên. Đây là cái khuôn để em làm bánh bò đó cả nhà. Bây giờ em sẽ cho vào đây một ít bột. Các bạn có thể cho bột hoặc là cho dầu ăn cũng được nữa nha. Bây giờ thì cho bánh vào nướng thôi. Cái phần bánh rất là mềm. Em không có lò nướng cho nên em sẽ nướng bánh pizza bằng cái nồi. Và cách nướng bằng nồi cũng rất là đơn giản. Các bạn chuẩn bị một cái nồi nhôm. Sau đó thì cho vào ở dưới đáy nồi một vài cái muỗng inox hoặc là một vài viên đá. Sau đó thì lót lên trên một cái vỉ và cho bánh vào là nướng thôi. Rất là nhanh gọn lẹ luôn. Và đảm bảo với các bạn là mình nướng như vậy, cái phần đáy nồi nó sẽ không bao giờ bị cháy khét đâu. Và em đã nướng như thế này nè. Bây giờ thì cho bánh vào. Đậy nắp lại và bắt đầu nấu. Đây là bánh em nướng được 15 phút rồi nè. Nó đã chín rồi nhưng mà nó chưa có vàng. Các bạn thấy phần bánh không? Rất là ngon luôn nè. Nó xốp và mềm nữa. Bây giờ thì bắt đầu cho cái phần nhân của bánh pizza vào. Đầu tiên là cho sốt cà chua. Thoa đều sốt cà chua xung quanh cái bánh pizza. Cái này mà có thêm phô mai nữa là ngon như là bánh pizza ở tiệm luôn á. Tiếp theo là xếp nguyên liệu vào. Đầu tiên em sẽ xếp súp lơ xanh xung quanh cái bánh như thế này. Xếp ở xung quanh thì các nguyên liệu sao để nó không có bị rơi ra ngoài. Do là có cái phần súp lơ xanh này nó chịu lại rồi. Tiếp theo là xếp hành tím vào. Và cho thêm bắp nữa. Cái bánh pizza này quá thế là nhân luôn. Tiếp theo là thanh cua chay. Cho nhiều nhiều ăn cho nó đã đời luôn. Và chả chén chay em sẽ xếp trên cùng nha. Xếp thành hình bông hoa nhìn cho nó đẹp mắt một chút xíu. Rắc lên trên này một ít hành lá nữa. Và tiếp theo nữa là tỏi phi thơm. Khi hoàn thành rồi thì cho vào nồi và tiếp tục nướng thôi. Nướng đến khi nào bánh vàng là được. Và khi cho vào nồi nướng thì các bạn cho lên trên thêm một ít nước sốt cà chua nữa nha. Nhìn cái bánh pizza quá là hoành tráng luôn. Toàn là nhân không. Thôi bây giờ bắt đầu nướng nha. Các bạn nướng ở lửa vừa. Khoảng chừng 30 phút là bánh sẽ vàng giòn. Và đây là sau 30 phút em nướng cái bánh nè cả nhà. Phần bánh đã chín rồi. Bây giờ em chuẩn bị lấy bánh ra thôi. Nhìn cái bánh nó ngon ghê luôn á. Và phần bánh bên dưới khá là giòn luôn. Và bây giờ em sẽ cho lên trên đây một ít sốt mayonnaise nha. Để thay thế cho phô mai. Sốt mayonnaise này ăn với bánh pizza cũng ngon. Nó béo béo và thơm thơm nữa. Thôi bây giờ lấy bánh ra nha. Các bạn thấy không, mình rắc ở dưới một ít bột. Lúc lấy bánh ra khá là dễ luôn nè. Nó không có bị bám dính ở bên dưới. Và cái phần bánh bên dưới khá là vàng giòn luôn. Bây giờ thì cho bánh ra đĩa và thưởng thức thôi. Chờ gì nữa nào. Bánh thơm quá cả nhà ơi và có độ giòn nữa. Khá là thơm luôn. Bây giờ thì cho tương ớt lên trên và bắt đầu thưởng thức nha. Không cần lò nướng và cũng không cần cầu kỳ quá. Như vậy là đã có một cái bánh pizza ngon lành rồi. Pizza chay sau khi hoàn thành thì có phần da bên ngoài giòn đụm nè, phần nhân bên trong thì
có cái vị nước sốt cà chua đó, rất là thơm luôn. Ăn vào thì béo béo của sốt mayonnaise, cay cay của tương ớt, rất là hấp dẫn luôn đó quý cô bác. Em xin chúc cho quý cô bác anh chị và các bạn có những bữa cơm chay thật là ngon miệng nha. Còn bây giờ thì video của em cũng xin kết thúc tại đây thôi. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Các bạn xem video vui lòng bấm like, đăng ký kênh hoặc là chia sẻ video ủng hộ mình với nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.